Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng Cisco StackWise, trường hợp sử dụng và lợi ích của tính năng này trên các thiết bị switch Cisco nhé. Cisco StackWise là một công nghệ của Cisco được triển khai trên các thiết bị truyền mạch của hãng, cho phép xếp chồng tối đa 8 switch trong một cấu trúc vòng thành một thiết bị logic duy nhất. Các switch trong cụm stack lúc này sẽ hoạt động như một thiết bị duy nhất, nghĩa là tất cả sẽ sử dụng chung một cấu hình và trạng thái chuyển tiếp dữ liệu. Ví dụ nếu chúng ta stack hai switch lại với nhau thì về mặt vật lý và đấu nối dây, các bạn nhìn thấy vẫn là hai switch, nhưng với các thiết bị trong hệ thống mạng thì các thiết bị này chỉ nhìn thấy một thiết bị duy nhất như mô hình bên phải. Nếu chúng ta stack hai switch 24 cổng thì trong hệ thống mạng lúc này sẽ là một switch 48 cổng. Cisco stack hiện nay thì có nhiều loại. Trên các dòng switch SMB hiện nay như là dòng C1003 thì đây là tính năng hardware stack thông thường chứ không gọi là StackWise, và chúng ta sẽ sử dụng các cổng quang để stack. Để stack được thì các bạn sẽ mua module quang hoặc cáp DAC thông thường là các module để kết nối các switch bằng đường quang thôi. Đối với loại stack này thì băng thông stack sẽ phụ thuộc vào số lượng link stack. Ví dụ một link 10G thì băng thông stack sẽ là 20G full duplex. Các dòng switch Cisco C9002 và C9003 sẽ sử dụng công nghệ StackWise. StackWise sử dụng các module chuyên dụng chứ không phải stack thông qua module quang Ethernet. Đối với các dòng C9002, C9002L, C9003L thì các bạn sẽ cần mua thêm cả bộ stack module. Còn với C9003, C9003X thì các bạn chỉ cần mua các stack nếu cần sử dụng. Module stack đã được gắn sẵn trên switch. Băng thông giữa các dòng cũng khác nhau tùy vào công nghệ stack. Các dòng C9004, 9005 và 9006 sẽ sử dụng công nghệ StackWise Virtual. Công nghệ này tương tự như StackWise nhưng không sử dụng module chuyên dụng mà sẽ sử dụng module quang Ethernet thông thường để stack. Các bạn có thể sử dụng module 10, 40 hoặc 100G v.v. để stack. Băng thông stack cũng sẽ phụ thuộc vào cổng và số lượng link các bạn sử dụng. Để stack thì các bạn chỉ cần một link, tuy nhiên thông thường thì chúng ta nên sử dụng tối thiểu hai link stack vì chúng ta cần dự phòng cả các link này để đảm bảo HA cho hệ thống. Mặc dù tên gọi khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là cấu hình nhiều switch vật lý thành một switch logic. Các công nghệ cao hơn thì tất nhiên là chất lượng đạt được cũng sẽ tốt hơn vì băng thông sẽ cao hơn và kết hợp dùng nhiều công nghệ hỗ trợ khác của từng dòng switch. Stack các switch vật lý sẽ làm thay đổi về thiết kế cũng như cấu trúc của hệ thống mạng. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là StackWise cho phép tạo ra cấu trúc mạng không có vòng lọc vì các switch hoạt động như một. Ngoài ra thì công nghệ StackWise còn kết hợp với nhiều công nghệ cải tiến khác của Cisco như là Stateful Switchover, viết tắt là SSO, Non-Stop Forwarding, NSF và Multi-Chassis Ether Channel, MEC, giúp cho các thiết bị chuyển tiếp gói tin tốt hơn với băng thông cao, giảm độ trễ trong mạng. Những lợi ích chính có thể kể đến là StackWise sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến cấu trúc vòng lọc. Ví dụ chúng ta có mô hình có hai switch core để dự phòng nhưng không stack thì các bạn sẽ cần phải thiết kế cả spanning tree để tối ưu dữ liệu. Với spanning tree thì việc cấu hình và thiết kế sẽ khá là phức tạp và một số link trong hệ thống sẽ bị block để loại bỏ vòng lọc nên chúng ta sẽ không tận dụng được các link này ngoài mục đích dự phòng. Việc chuyển đổi dự phòng của spanning tree cũng khá là lâu cho nên là sẽ có downtime khi các link hay là switch bị lỗi. Với stack thì chúng ta sẽ có mô hình gồm một core duy nhất nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giảm downtime trong mạng vì chúng ta có dự phòng cả về phần cứng và các đường uplink. Băng thông hệ thống sẽ tăng khi kết hợp với các công nghệ Ether Channel như là LACP. Càng nhiều link thì băng thông sẽ càng cao. Ví dụ các bạn sử dụng 2 link 1G để kết nối từ switch access lên switch core chạy stack thì lúc này mô hình logic sẽ là 1 link và băng thông sẽ bằng tổng 2 link vật lý là 2G. Chúng ta sẽ vừa có dự phòng về link và cũng tăng gấp đôi băng thông cho cổng uplink. Nếu thiết bị là Layer 3 thì các bạn sẽ giảm các lỗi liên quan đến cấu hình và loại bỏ các giao thức dự phòng gateway như là HSRP hay là VRRP. Chúng ta chỉ cần duy nhất một IP cho switch core, tương tự như khi sử dụng một switch. Việc quản trị và cấu hình cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều vì sau khi stack thì các bạn chỉ cần truy cập một CLI duy nhất để cấu hình tất cả các switch trong cụm stack. Về phần cấu hình stack thì mỗi nền tảng switch sẽ có cách cấu hình khác nhau. Bên mình cũng đã có video hướng dẫn cho từng series. Các bạn đang sử dụng dòng nào thì có thể search theo series nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính năng Cisco StackWise. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.